Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay Duy sẽ giới thiệu cho các bạn một cái chiếc xe. Thì cái chiếc xe này nó đã coi như là rất là nổi tiếng trong cái thời gian vừa qua ở Việt Nam mình, và không chỉ ở Việt Nam nữa mà rất là nhiều những cái người nổi tiếng, những siêu sao đều mong muốn sở hữu một cái chiếc xe này. Đó, thì Duy nói tới đây các bạn cũng đã biết chiếc xe gì rồi, và nhìn cái tấm chùm xe này thì các bạn cũng đã biết rồi ha. Đây là chiếc xe Mercedes-Benz G63 AMG. Mercedes-Benz G63 AMG các bạn, thì với cái kiểu dáng như thế này, với những cái thiết kế như thế này, thì chiếc G63 này nó sẽ giống như là cái thiết kế này không bao giờ bị lỗi thời các bạn, bởi vì là cách đây 55 năm thì cái kiểu dáng của chiếc xe G63 nó cũng vẫn như thế này thôi. Đó, nhưng mà qua những cái đợt thay đổi thì chiếc G63 được thiết kế lại nó sẽ phù hợp hơn với lại cái thời điểm lúc đó ha. Đó, điển hình là chiếc G63 hiện tại bây giờ các bạn sẽ thấy những cái đường nét của nó mềm mại hơn một chút xíu, mà vẫn giữ được cái phong cách mà mạnh mẽ ha, nhưng mà những cái đường nét nó bây giờ nó được thiết kế tinh tế hơn cũng như là hiện đại hơn. Đó, cũng như về hệ thống lái hay là về động cơ nó cũng được cải tiến theo từng cái thời gian các bạn nha. Đó, nhưng mà nhìn chung thì các bạn sẽ thấy chiếc G63 AMG này thì nó cũng không khác gì nhiều so với lại những cái phiên bản mà trước đây rất là lâu rồi các bạn ha. Đó, các bạn sẽ thấy ở đây nó có một cái logo V8 nè, Biturbo nè, AMG nè ha. Thì chắc chắn rồi, cái động cơ của chiếc xe G63 này là cái động cơ được lắp ráp thủ công bằng tay các bạn nha. Thì một lát nữa Duy cho các bạn xem thật là kỹ bên ngoài, bên trong của chiếc xe này, và chúng ta sẽ coi cái phần động cơ đặc biệt của chiếc xe G63 AMG này nha. Với cái kiểu dáng này không phải ai cũng thích các bạn. Đó, có rất là nhiều người chê cái chiếc xe G63 này ha. Tại sao mà cái chiếc xe nó khô cứng như thế này, xấu như thế này ha. Các bản lề nó được đưa ra bên ngoài nè. Đó, các bạn thấy không? Không có chiếc xe nào mà có cái bản lề mà như thế này đâu. Đó, bản lề thông thường là mình sẽ được ẩn vào bên trong rồi làm cửa hít này nọ rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà cái G63 này các bạn, cái bản lề này các bạn thấy không? Rất là to, đặt ở ngoài luôn. Đó, và chúng ta đóng cửa chúng ta phải đóng rất là mạnh các bạn. Đó, đóng phải mạnh như vậy nó mới vào được các bạn nha. Còn không là chúng ta sẽ không có đóng cửa được đâu. À, rất là đặc biệt chiếc G63 này các bạn. Cửa xe thì nó rất là nặng nha. Cửa xe nặng lắm. Thực ra chiếc xe G63 AMG này thì dành cho những khách hàng, đặc biệt là các anh ha, rất là có gu của bạn mới có thể là thích cái thiết kế này. Đó, ai rất là mê, rất là thích thì cực kỳ thích cái chiếc xe này luôn. Còn nếu mà ai mà không thích thì coi như là kiểu trò cũng không lấy luôn các bạn ha. À, G63 AMG nó là như vậy. Cái bô xe của chiếc xe G63 các bạn, nó sẽ nằm bên hông ha. Hai bô bên hông bên phải và hai bô bên trái. Đó, nhưng mà các bạn sẽ thấy là bên phải của chúng ta sẽ không có cái bô lòi ra bên ngoài giống như thế này. À, đặc biệt các bạn, những cái chiếc xe tại thị trường Việt Nam các bạn nha, đặc biệt là những cái chiếc xe tại thị trường Việt Nam, bởi vì là đăng kiểm các bạn, là ở Việt Nam mình sẽ không cho cái hơi nóng nó đi ra ở bên hông, ở bên phải, bởi vì là ở thị trường Việt Nam mình các bạn biết là xe máy hay là lưu thông rất là nhiều, cũng như là thường sẽ lưu thông bên phải nè. Đó, cho nên là cái việc mà đăng kiểm không cho cái bô đưa ra ngoài, đó là cái lý do sợ bỏng chân của cái người đang đi đường ha. Và cái bô xe của chúng ta được chĩa xuống đất chỗ này các bạn. Đó là tất cả những cái bô xe mà của G63 chính hãng các bạn được đăng kiểm ở Việt Nam thì đều có cái chi tiết là không có cái bô bên hông, bô nó sẽ chĩa xuống đất ha. Còn những cái thị trường khác thì bô xe của G63 vẫn đưa ra bên hông bên trái và bên phải giống nhau. Ok, đây là cũng là một điều đặc biệt. Về phần mà đuôi xe là các bạn thấy nó cực kỳ ấn tượng luôn. Đó, khi mà chiếc xe G63 này mà lăn bánh ở ngoài đường các bạn, thì các bạn đi từ phía sau á, các bạn sẽ thấy rất là hoành tráng. Cái xe này nó rất là cao. Đó, cộng thêm một cái nữa là nó sẽ có một cái bánh xe dự phòng đặt ngay chỗ này luôn các bạn. Thì cái bánh xe dự phòng này các bạn, nó là một cái chi tiết trang trí các bạn nha. Thực ra thì Duy nghĩ là với bánh xe dự phòng này á, thì rất là ít
những anh chị mà lủng bánh phải tháo cái bánh xe này xuống rồi thay lớp xe này nọ ha. Nhưng mà cái lớp xe dự phòng này theo như các bạn, nó là một cái chi tiết mà trang trí và làm cho cái chiếc xe G63 này ở phần đuôi xe đó thêm phần mà đặc biệt và cá tính hơn rất là nhiều. Cái nắp mà cái hộp mà để cái bánh xe dự phòng màn rất là đẹp ha. Ở đây được bằng chi tiết là chrome ha, bọc bằng chi tiết chrome ha, có logo Mercedes to ở đây à, rất là đẹp. Ngoài ra nữa thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có một cái khóa nè các bạn đó, cái khóa nè, chúng ta để cái chìa khóa vào dặn ra cái là nó sẽ mở cái này ra, tháo cái bánh xe dự phòng ra ha. À, khu vực này thì sẽ là bắt cái biển số xe đó, và có cái đèn này, chiếu vào biển số nè ha, rất là đẹp nha. Ở đây thì sẽ có một cái móc kéo xe nữa, bởi vì là cái chiếc xe G63 này các bạn, thì đặc tính của nó là một cái chiếc xe địa hình, xe vượt địa hình chuyên nghiệp luôn á đó. Và những cái vách núi rất là cao thì chiếc xe G63 này cũng có thể chạy qua rất là dễ dàng ha. Đó cho nên là có một cái móc kéo xe để mà trong trường hợp là cứu hộ hoặc là kéo cho xe khác ha. Ở đây à, những cái bản lề thì phía trước cũng vậy, phía sau cũng vậy các bạn nha. Logo AMC ở đây rất là đẹp các bạn nha. Những cái ron trên này bằng nhựa các bạn, nhìn rất là hay ha. À, đèn xe thì các bạn sẽ thấy là hình tròn và hình vuông thôi, nó sẽ không có những cái chi tiết đèn gì mà cầu kỳ hết đó. Cái đèn nó làm rất là đơn giản, phía trước cũng vậy đó. Phía sau thì bây giờ Di mở cái cốp phía sau ra các bạn thấy nè. Ở đây thì được bọc bằng da nắp 3 màu đỏ ha, có những cái quả trám rất là đẹp luôn. Tay nắm ở đây, ở đây thì các bạn sẽ thấy có một cái tấm che hành lý nè. À, tấm che hành lý ở đây, để Di mở cái tấm che hành lý này ra cho các bạn xem nha. Thực ra mà nói chiếc xe này các bạn, chủ yếu là Di cho các bạn xem cái phần thiết kế thôi, cho các anh chị mà thích cái chiếc xe này các bạn thì hầu như là không có quan tâm tới cái option chiếc xe này nó có cái gì nữa đâu ha. Đây là cái thảm xe của AMG ha, nó cũng giống như những cái thảm khác thông thường thôi. Đây là cái bộ mà lớp xe dự phòng nè các bạn, để thay lớp xe dự phòng nó sẽ nằm ở đây nè. Đó, được khăn ở đây ha, rất là cẩn thận. Những sách hướng dẫn sử dụng nằm ở đây cũng như những cái chiếc xe khác thôi. À, ở dưới này thì sao không có cái chỗ mà chúng ta mở lên giống như những cái chiếc xe sedan hay là những xe SUV thông thường nữa ha. Ok, bây giờ Di sẽ đóng cái cốp này lại nha. Ở phía sau này rất là đẹp các bạn, rất là nặng. Các bạn thấy nè, ở đây nó có một cái chi tiết là vẹt bánh xe nè các bạn ha, rất là đẹp ha. À, do chiếc xe của chúng ta là một chiếc xe AMG coi như là hàng đặc biệt các bạn, cho nên là cái từng cái chi tiết của nó mang cái phong cách của AMG cũng như là cái phần thắng nè. Các bạn sẽ thấy nè, thắng của AMG thì lúc nào nó cũng sẽ đặc biệt hơn so với những cái phanh thông thường. Đây các bạn thấy nè, cái đĩa phanh này thì có đục lỗ nè, và ra là cái cụm phanh được sơn màu đỏ ha. Bộ mâm AMG của chiếc G63 này thì các bạn sẽ thấy là được thiết kế cũng rất là đơn giản thôi, nó không có quá cầu kỳ các bạn. Đó, chỉ là những cái nan thẳng như thế này thôi ha, đa nan, có logo AMG, mặt nhôm bên ngoài cũng như là sơn màu bạc ở ánh kim ở bên trong thôi. Nó cũng giống như là những cái bộ mâm AMG mà Di đã cho các bạn xem trước đây. À, nhưng mà với cái thiết kế đơn giản như thế này thôi các bạn, nhưng mà các bạn thấy là nhìn nó rất là hay ha. Chỗ này thì các bạn sẽ thấy có một cái chi tiết bệ bước chân nè. À, chỗ này thì có một cái nẹp nhựa màu đen vậy thôi. Còn tiếp theo nữa thì các bạn sẽ thấy nè, cái cụm phanh phía trước lúc nào nó cũng sẽ to hơn phía sau rất là nhiều đó, bởi vì khi mà chúng ta thắng các bạn thì trọng lực trọng tâm của chiếc xe nó sẽ dồn về phía trước rất là nhiều, cho nên là cái phần phanh phía trước chúng ta phải làm việc nhiều hơn á, cho nên là cái phanh phía trước lúc nào nó cũng to hơn rất là nhiều ha. Đĩa phanh cũng vậy, to hơn phía sau. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần đầu nè. À, cái phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là đèn xi nhan nó sẽ được nằm ở đây, nó nhô lên như thế này ha, thiết kế rất là đẹp các bạn, cực kỳ ấn tượng luôn. Đèn xe thì chúng ta là đèn LED nè, multi beam LED các bạn nha. Đó, hình tròn đơn giản như thế này thôi, ở bên trong sẽ có một cái mí LED hình tròn nữa. Các bạn biết chi tiết này là gì không bạn? Đây là cái hệ thống rửa đèn nha bạn, rửa đèn nha, bởi vì là xe chúng ta là xe vượt địa hình, có thể là trong trường hợp mà chúng ta đi những cái đường mà off road đó các bạn, thì bùn đất nó sẽ bám đầy trên này, thì chúng ta có thể rửa được cái đèn của chúng ta ha bằng cái hệ thống này ở đây.
Lưới tản nhiệt của AMG các bạn trên chiếc G63 này vẫn là đặc trưng giống như những cái mẫu xe khác. Thì các bạn thấy những cái sọc đứng cũng như là logo to bản ở giữa ha, có một cái logo AMG ở đây. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy những cái chiếc xe lăn bánh ngoài thị trường các bạn, thì nó còn có một cái cản bằng kim loại ở phía trước nữa các bạn, nhìn rất là ngầu ha. Nhưng mà cái xe của chúng ta nguyên bản về từ chính hãng, từ đại lý các bạn thì sẽ không có cái cản này. Thì cái cản này có thể là khi mà chúng ta mua xe xong chúng ta có thể là order thêm cái cản ha, và lắp vô đây chỗ này các bạn, tháo cái này ra nè, tấm ốp này ra chúng ta bắt cái cản vào ha, rất là đẹp. Ok, bây giờ Di sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của chiếc G63 này. Phải đóng cửa rất là mạnh như thế các bạn. Di nghĩ là mấy chị các bạn thì không thể nào đóng nổi cửa đâu, nó rất là nặng. Đóng phải rất là mạnh tay luôn. Còn nếu mà chúng ta đóng mà nhẹ nhẹ này không thể nào mà vào được cái cửa này đâu. Bây giờ Di sẽ tắt máy để các bạn, bởi vì cái động cơ của nó, tiếng bô của nó rất là ồn nè. Cho nên là Di sẽ tắt đi, Di nói chuyện các bạn mới nghe rõ ha. Thì vô lăng của chiếc xe AMG G63 này các bạn, nó là một cái vô lăng AMG, cho nên là các bạn sẽ thấy lúc nào cũng có một cái đáy bằng nha, có logo AMG ở đây. Và vô lăng của chúng ta được bọc da nắp ba và gỗ ha. Gỗ này là gỗ piano lacquer màu đen bóng. Cũng như là những cái chi tiết này cũng là gỗ piano luôn ha. Nó sẽ đồng bộ với nhau, chỗ này cũng vậy. Thì nội thất của chiếc G63 này thì được ốp bằng một cái chất liệu da nắp ba cao cấp ha. Các bạn thấy là da màu đỏ được phối với lại màu đen. Thì với màu sơn là màu trắng bên ngoài, màu đỏ bên trong, thì đây có thể nói là một phối màu mà rất là nhiều những anh chị khách hàng mà trẻ rất là thích ha. Rất là thể thao, rất là thời trang luôn các bạn. Chiếc xe này mặc dù nói là một cái chiếc xe SUV, một cái chiếc xe vượt địa hình các bạn, nhưng mà Duy nghĩ nè, nó là một cái chiếc xe rất là thời trang, rất là cá tính luôn. Và với cái thiết kế này thì thực sự đó là Duy nghĩ là đi bao nhiêu năm nữa các bạn thì nó cũng là như vậy các bạn. Bởi vì chiếc xe này nó có một cái giá trị sưu tầm rất là cao ha. Thông thường thì các anh chị mà mua cái xe này các bạn thì hầu như là không phải là đi hàng ngày nữa các bạn, mà chỉ là mua cái chiếc xe để mà có thể là cuối tuần rảnh rỗi đi chơi với lại cà phê, cà pháo với bạn bè, với lại gia đình thôi. Đó, khi mà chạy chiếc xe G63 này các bạn thì nó không phải là êm quá, nó cũng không phải là tiện nghi quá, không thể nào mà giống như một chiếc Maybach được các bạn. Nhưng cái cảm xúc mà cái chiếc xe G63 AMG này mang lại cho người lái các bạn thì nó đặc biệt vô cùng. Đó là lý do tại sao rất là nhiều các anh chị ha, những anh chị mà có tiện bạn đều mong muốn sở hữu cái chiếc xe này ha, rất là tuyệt vời luôn. Thì Duy nghĩ là cái giá trị cảm xúc nó mang tới nhiều hơn là cái giá trị sử dụng của chiếc xe G63 AMG này. Thì khi mà ngồi vào cái view lái này các bạn, thì các bạn cũng sẽ thấy nó rất là khác so với những cái dòng xe khác các bạn. Duy đã chạy rất là nhiều những cái xe Mercedes-Benz các bạn, khi mà những cái chiếc xe đó ngồi lên các bạn thì đều cho một cái cảm giác là gần như nhau. Nhưng đối với chiếc xe G63 này các bạn ngồi vào cái vị trí này thì hầu như là cái cảm giác mà chúng ta ngồi vào thôi, các bạn cũng đã thấy khác rất là nhiều rồi. Cái ô cửa kính nó là vuông, nó rất là to. Khi mà chúng ta ngồi á thì cái cửa kính nó sẽ nằm ở vị trí này các bạn, chúng ta để tay chỗ này nè. Nhưng mà đối với những cái chiếc xe sedan hay những chiếc xe SUV thông thường á thì cái cửa kính nó sẽ cao ngang chỗ này chúng ta, chứ nó không phải thấp như thế này đâu. Cho nên là cái góc nhìn của cái chiếc xe G63 AMG từ cái khoang cửa kính này hoặc là cái khoang cửa kính phía trước nó cũng rất là khác. Kính trước của chúng ta là cái kính gần như là được dựng thẳng đứng lên luôn các bạn. Cái góc này nè, được dựng thẳng đứng lên luôn. Thì các chiếc xe mà sedan hoặc là SUV thông thường á, các bạn sẽ thấy là cái cột chữ A này nó có xu hướng là lài như thế này nè. Đó, thì những cái cột mà chữ A càng lài các bạn thì chúng ta sẽ nhìn cái chiếc xe của chúng ta càng mượt mà ha, càng mượt mà, nhưng đồng nghĩa với việc là cái góc khuất á, cái điểm mù á nó sẽ càng nhiều. Đó, cho nên là cái G63 á, cái khu vực này nè, đó, nó đứng như thế này thì cái góc quan sát ở bên hông hoặc là bên này nó rất là tiện luôn bạn. Rất hầu như là chúng ta ngồi chúng ta thấy full cảnh hết luôn. Rất là đặc biệt. Chiếc G63 các bạn thì ở đây có một cái tem này, một lát Di sẽ cho các bạn xem ha. Đây là cái chiếc xe được sản xuất tại cái nhà máy chuyên của G63 ở bên Úc, bên Áo các bạn nha. Áo, Austria là Áo. Austria là Áo, và G63 chỉ sản xuất một nước trên thế giới là Áo thôi. Động cơ AMG thì được lắp ráp tại bên Đức, tại nhà máy AMG bên Đức, sau đó động cơ đó sẽ chuyển sang Áo để lắp lên trên chiếc G63 này.
khu vực này thì các bạn sẽ thấy nó cũng khác với lại những cái chiếc xe khác này bạn. Đây là những cái chi tiết mà gài cầu nè, tùy theo những cái địa hình mà đặc trưng các bạn thì cái người lái có thể là chọn những cái chi tiết gài cầu ở đây ha. À, đây những cái nút bấm này các bạn là có thể là khóa cầu trước, khóa cầu sau, hoặc là chúng ta có thể là chạy bốn bánh chủ động toàn thời gian luôn hay như thế nào đó, đều là những cái nút bấm này hết ha. Nó giúp cho cái người lái chúng ta vượt địa hình một cách dễ dàng hơn. À, rất là đẹp các bạn ơi. Nói chung là cái nội thất của chiếc xe G63 này nó quá là tuyệt vời. Những cái nút bấm, những cái chi tiết nó được thiết kế cái gì nó cũng vuông vuông hết trơn các bạn. À, công tắc chỉnh ghế nó, chỉnh kính nó cũng vuông nè, công loa nó cũng hình vuông nè. À, cửa sổ trời. Okay. Hệ thống loa âm thanh của chiếc G63 AMG này cũng là sử dụng hệ thống loa Boommaster luôn các bạn, Boommaster luôn. Đây là cái hệ thống âm thanh mà hầu như là những cái dòng xe cao cấp lên gì bây giờ đều trang bị cái hệ thống âm thanh này hết rồi. À, và Di cũng đã chia sẻ cho anh chị các bạn rất là nhiều về những hệ thống loa Boommaster này rồi ha. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem ở phía sau một chút xíu nha. Khi ngồi ở khu vực phía sau này các bạn thì Di thấy cũng không có gì quá đặc biệt. Thật sự không có gì quá đặc biệt hết, chỉ chỉnh máy lạnh thôi. Ở phía sau có máy lạnh này nọ ha, cũng không có gì hết, móc đồ. Đó, cũng như những cái dòng xe khác thôi. Đó, nhưng mà Di nghĩ là cái người mà ngồi trên cái xe G63 này các bạn thì không cần phải êm, không cần phải tiện nghi nữa các bạn, chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc xe G63 thôi là đã cảm thấy rất là phấn khích rồi ha. Ok, bây giờ Di sẽ cho các bạn xem cái phần động cơ này. Đây là một cái mà trái tim của chiếc xe G63 AMG này ha, một cái mà làm cho cánh đàn ông rất là mê. Ok, và đây là động cơ của chiếc xe G63 AMG. Đó, các bạn sẽ thấy có một cái logo AMG ở dưới đây rất là đẹp ha. Ở đây là một cái mà gọi là sao các bạn, gọi là chữ ký ha, chữ ký của một kỹ sư mà sẽ lắp ráp cái động cơ này từ đầu tới cuối luôn. Đó, tên kỹ sư là các bạn, đây là tiếng Đức ha, tiếng Đức cho nên là Duy không biết đọc là như thế nào đó. Nhưng mà tất cả những cái chiếc xe mà từ AMG, nhà máy AMG đưa ra các bạn thì các bạn sẽ thấy là đều có một cái chữ ký như thế này. Đó là một kỹ sư, một động cơ gọi là One Man, One Engine. Đó, thì với cái những cái chiếc động cơ mà bên dưới các bạn có rất là nhiều những cái động cơ AMG, nhưng mà AMG nó cũng chia theo nhiều cái cấp bậc các bạn nha. Chẳng hạn như là AMG Line thì các bạn sẽ thấy là C300 hoặc là I300 nè. AMG Line là chỉ là body kit bên ngoài thôi. Rồi đến một cái dòng nữa là dạng AMG AMG Sport, chẳng hạn như các bạn sẽ thấy là GT53 nè, đó điển hình ha, hoặc là những cái mẫu là GLA45S hoặc là A35S thì đó là cũng là những cái động cơ AMG dạng Sport. Nhưng với AMG của chiếc xe G63 này các bạn, đây là AMG Performance. Đó, một cái động cơ, một cái kỹ sư và phải có cái chữ ký ở trên này mới gọi là AMG Performance các bạn nha. Thì với cái động cơ V8 này các bạn, 4.0 lít thì công suất lên đến là 585 mã lực và cái mô men xoắn các bạn thật là bất ngờ luôn các bạn, là 850 Newton trên mét. Có nghĩa là cái mô men xoắn của cái chiếc xe G63 này nó sẽ mạnh hơn gần như là gấp đôi so với những cái mẫu xe thông thường khác. À, có nghĩa là cái mô men xoắn càng cao thì các bạn biết cái sức kéo nó càng mạnh ha. Đó, và thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km/h của chiếc xe G63 AMG, một cái chiếc xe nặng như thế này, to như thế này các bạn, nhưng chỉ mất là 4,5 giây thôi. Và dĩ nhiên cái hộp số của chiếc xe G63 AMG này là cái hộp số tự động 9 cấp của AMG phát triển riêng dành cho những cái mẫu xe AMG, những cái mẫu xe đặc biệt như thế này. À, các bạn thấy không? Vô cùng ấn tượng luôn các bạn. Ngoài ra thì các bạn sẽ thấy đây nè. Ở đây có một cái thanh dằn nè các bạn. Đó, thanh dằn nè. Đó, thì những cái dòng xe mà hiệu suất cao các bạn, những cái dòng xe mà thể thao mà coi như là đặc chủng các bạn, thì thông thường các bạn sẽ thấy có những cái thanh dằn như thế này. Để thứ nhất là nó sẽ ổn định hơn cho cái phần mà thân xe. Thứ hai nữa là nó động cơ nó sẽ bắt ở trên cái động cơ chúng ta hiệu suất cao các bạn, được bắt trên đây thì cái khả năng mà nó làm việc các bạn, nó
phải coi như là rung lắc nhiều hơn so với lại những cái động cơ nhỏ hơn, những động cơ thông thường. Cho nên là những cái thanh dằn trên những cái chiếc xe hiệu suất cao như thế này thì đòi hỏi là giúp cho xe ổn định hơn rất là nhiều ha. À, rất là đặc biệt các bạn. À, đây động cơ cho các bạn xem lại một lần nữa ha, rất là tuyệt vời. Ok, bây giờ Di xin phép được kết thúc video clip tại đây đi. Nếu các bạn đang quan tâm tới chiếc xe Mercedes-Benz G63 AMG này thì Di có thể là mời các anh chị các bạn đến showroom bên Di, cũng như là Di sẽ tư vấn cho các anh chị trực tiếp cái mẫu xe này. Và với cái số lượng là không phải lúc nào cũng có các bạn nha, chiếc G63 AMG này thì có thể nói là rất là hiếm để mà rất là khó mua luôn các bạn. Đó, rất là khó mua những cái mẫu xe G63 AMG chính hãng các bạn nha. Thông thường các bạn sẽ thấy những chiếc xe AMG G63 lăn bánh ở ngoài thị trường đó thì đều là những cái chiếc xe G63 được nhập từ những cái thị trường không chính hãng, chủ yếu là những cái quốc gia khác đem về đây và bán thôi. Nhưng mà chính hãng bên Di rất là lâu rồi bạn mới có một cái chiếc xe G63 chính hãng được về. Ok, bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.